thợ bỏ về đột ngột, Duy Nguyễn hốt hoảng sang quận 7 thăm Thor Dream cuối năm. 2020, một năm đầy sóng gió đối với Duy Nguyễn. Từ đại dịch Covid phải đóng cửa cơ sở kinh doanh theo chỉ thị 16 của chính phủ cho đến tai nạn giao thông hay thậm chí phải đối mặt với những khủng hoảng dường như không thể vượt qua. Nhưng rồi, những thời khắc cuối cùng của năm hàng cũng đến khi đội thi công công trình quận 7 bỏ về đột ngột mà anh không hề hay biết. Ủa tụi nó đâu hết rồi em? Dạ, bữa nay 28 Tết về quê ăn Tết hết rồi anh. Mà tụi bay làm vậy chết hết anh rồi. Mày để vậy mày bỏ trống nguyên một cái nhà tao đụng như vậy mày về quê rồi đưa cái thằng Sike như mày có nhà rồi. Có đảm bảo không? Hên xui. Hôm qua tao mới chuyển tiền thưởng cho mày rồi mà mày làm ăn vậy đó hả? Thì có mình em thì em ở lại. Sao mày không báo trước? Em có biết đâu. Trong thời gian vừa qua, có thể thấy anh rất phấn khởi khi liên tục chia sẻ về những hạng mục được hoàn tất tại đây. Thậm chí, anh còn bị cho là ngông cuồng khi chia sẻ về dự án sàn stream thiên đường với chi phí khủng nhất từ trước tới nay. Chỉ có 102 khi lên hình. Nhưng quả thực, về việc thợ bỏ về đột ngột trong thời điểm trọng yếu thì tổn thất là không hề nhỏ khi hệ thống máy móc USA đã bắt đầu được anh cho tiến hành lắp đặt. Thor Dream quận 7 tại 102 Lý Phục Mang là công trình kết tinh của tất cả 3 Dream Center và đây cũng là một trong những trung tâm hoành tráng nhất của Dream Chúa. Thế nên, việc anh thường xuyên quan tâm và có những chuyến vi hành đột xuất là điều không mấy bất ngờ. Thậm chí, theo chia sẻ của anh, tại đây anh sẽ cho xây dựng hệ thống home gym 500 triệu, đắt và đặc biệt nhất Việt Nam. Kèm theo đó là trung tâm sự kiện, chuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt dành cho công ty BBT và khởi động các dự án cuộc thi về gym cho cộng đồng những người yêu thể hình. Năm 2020 có lẽ đã quá nhiều khó khăn và thử thách đối với CEO BBT. Thật sự gặp phải trường hợp như thế này thì quả thực anh rất khó giữ được bình tĩnh. Và cũng có thể đây chỉ là một trong những mảnh trôn của Diêm Chúa khi đây là thời điểm cận Tết và cũng là thời điểm bùng dịch đang đến gần nên anh quyết định cho nghỉ. Nhưng dù sao, với một công trình lớn và tâm huyết của cuộc đời thì bất kỳ khoảnh khắc ngưng trệ nào cũng làm anh thấy lo lắng và suy nghĩ. Hãy cùng chờ siêu phẩm Thor Dream quận 7 của Duy Nguyễn hoàn thành để được chiêm ngưỡng cái có 102 của ngành gym Việt nó như thế nào. Hãy cùng chờ người đã cống hiến suốt gần 15 năm cho ngành thể hình Việt mang lại những giá trị gì cho tập luyện của người Việt Nam nhé. Dù gì, cũng hãy để lại cho anh ấy một like và một share nhé để anh ấy có động lực tiếp tục cống hiến hết mình cho streamer Việt Nam. Xin chúc cho Việt Nam và thế giới chiến thắng đại dịch Covid-19, đón chào năm mới năm 2021 đầy hứa hẹn với sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Chúc mọi người sức khỏe và bình an, có một năm thật vui và hạnh phúc. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.